Hello, xin chào quý anh chị nhà đầu tư đã quay trở lại với kênh IG Moku Club nha anh chị. Em là Ngọc Lâm. Thì anh chị nhà đầu tư nào đang xem cái video này nhớ like cho em Lâm một like và thả cho em Lâm một quả tim nha anh chị. Dưới cái phần bình luận bên dưới. Rất mong được sự ủng hộ và đồng hành quý anh chị nhà đầu tư. Anh chị nào mà đang gặp những cái khó khăn, đang gặp những cái tài khoản âm khá là nặng thì có thể liên hệ. Mình sẽ hỗ trợ cho anh chị nhà đầu tư ở trong giai đoạn này để cơ cấu lại cái danh mục nha anh chị, cho nó hiệu quả, có thể xây dựng lại cho anh chị một cái danh mục để nó ổn định ở trong giai đoạn sắp tới. Cứ liên hệ trực tiếp nha anh chị theo cái số điện thoại phía trên màn hình. Nhiều anh chị nhà đầu tư mà chưa có người hỗ trợ thì mình sẽ cố gắng làm sao đó giúp anh chị nhà đầu tư miễn phí cũng được. Anh chị mà vượt qua những giai đoạn khó khăn này thì cũng là một trong những cái mà tương đối là ổn, đúng không anh chị? Giúp anh chị nhà đầu tư cũng như là giúp mình anh chị. Thì đi vào một tí về thị trường anh chị, phiên giao dịch hôm nay thì mình có nói với anh chị nhà đầu tư rồi, khi mà nhận định thị trường buổi sáng á, có nói anh chị nhà đầu tư rồi, khả năng cao thì hôm nay sẽ có bộ đội về làng để mà giải cứu nhà đầu tư, đúng không? Thì mình cũng livestream trực tiếp ở trên TikTok rồi mình động viên cũng như là đi cùng với anh chị nhà đầu tư trong phiên giao dịch hôm nay. Thì tới gần phiên chiều thì bắt đầu bộ đội nó mới về. Phiên chiều hôm nay thì mở phiên thì mình có nói anh chị nhà đầu tư là hy vọng chiều hôm nay thì khi nó mở cửa mình thấy cái dòng tiền nó có sự tích cực hơn. Thì mình nói anh chị nhà đầu tư là có khả năng là hy vọng cái dòng tiền sẽ chiều nó cải thiện hơn sáng hôm nay thì chiều hôm nay thì nó có cái gọi là giải cứu của thị trường của mình, đúng không chị? Và nó có cái đặc biệt là một cái mã cổ phiếu đó là SA anh chị, sau những cái ngày tháng bầm dập thì cuối cùng thì hôm nay lại nó lại quay trở lại có lãi anh chị, một cái điều rất đặc biệt. Và tối qua mình nghĩ là có khi là phải cắt đôi SA rồi, nhưng mà hôm nay nó lại may mắn nó lại quay trở lại và nó có lãi luôn ngay trực tiếp của anh em mình trên cái buổi livestream TikTok luôn anh chị. Một cảm xúc quá là tuyệt vời trong giai đoạn này. Tuy nhiên đánh giá về cái mặt ngắn hạn thì Ngọc Lâm đánh giá về thứ nhất như thế nào thì mình sợ là trong cái giai đoạn sắp tới nha anh chị, thì anh chị chú ý cho mình là thứ hai về cái phiên thứ hai thì em đánh giá về mặt ngắn hạn thì thứ hai nó vẫn là một cái xu hướng rất tốt, khả năng rất cao nó sẽ phá trend và nó đi lên tiếp, có thể nó sẽ tiếp cận những cái khu vực như 1140 tới 1150 ở trong cái thứ hai thứ ba tuần tới nha anh chị. Nếu như không có gì thay đổi anh chị thì cái xu hướng này nó sẽ tiếp diễn và có thể nó sẽ về được là khu vực là 1140 1150. Để mà thị trường nó có một cái điều kiện lên tốt á, thì em nghĩ là cái hỗ trợ về mặt chính sách và hoặc là nó có chỉ cần có thông tin ra thôi, ổn định về mặt chính sách thôi thì mọi thứ nó sẽ ổn. Về cái mặt ngắn hạn cũng như là tỷ giá nó có cái sự điều chỉnh thì em nghĩ là bắt đầu qua tới tuần tới thì cái tỷ giá nó sẽ đủ ngày rồi anh chị, đủ ngày sau cái đợt mà hút tín phiếu đầu tiên thì không biết là tỷ giá nó có phần thay đổi và nó hạ nhiệt thì khả năng rất cao thị trường của mình nó sẽ có ổn định lại trong khu vực về mặt ngắn hạn. Tuy nhiên ở trong khu vực này thì tại sao mình nói anh chị nhà đầu tư là khi mà anh chị nhà đầu tư ra rồi thì hạn chế mua trở lại ngay, tại vì anh chị sẽ bị cuốn vào cái vòng xoáy. Anh chị nhà đầu tư nào mà xem những cái video trước anh chị nhà đầu tư sẽ thấy mình giải thích cho quý anh chị nhà đầu tư rồi. Còn đối với anh chị nhà đầu tư nào mà còn bị âm hoặc là còn bị kẹp thì bây giờ là canh cái thị trường của mình đi lên để mà xây dựng cơ cấu lại làm sao cho nó sự ổn định nha anh chị. Cái tiêu chí để thị trường đi lên là có thể khả năng nó phải được cái thông tin chính sách hỗ trợ nữa thì từ từ nó sẽ đi lên nha anh chị, nó sẽ ổn định trở lại. Còn nếu như mà cái dòng tiền tiếp tục có cái sự suy yếu trong giai đoạn sắp tới và cũng như là một số thông tin xấu ra thì thị trường của mình chưa lên được, có thể nó tạo đáy hoặc là nó sẽ đi sâu hơn nữa thì mình chưa biết. Nhưng mà anh chị nhà đầu tư cũng phải tập trung vào trong giai đoạn sắp tới để mà mình có những quyết định cho đúng đắn. Chủ yếu là mình thì lên thì mình xây dựng cái danh mục lại thôi, cập nhật lại danh mục anh chị. Có một số cái mã cổ phiếu anh chị nhà đầu tư hình dung ra, ví dụ như VCG này anh chị, mình chú ý qua một tí nha anh chị. Có một số mã cổ phiếu mình thấy nó giống như là cái mô hình hai đáy chị, nó giống như là hai đáy nó đang đi lên trở lại được, nó có thể là nó đi vào sóng V chứ không phải là sóng N nha anh chị. Những mã cổ phiếu này mình thấy rất mạnh, xu hướng của những cái mã này nó đang đi vào sóng V, đang đi vào sóng V. Thì hôm vừa rồi mình có nói chị nhà đầu tư sóng một điều chỉnh, sóng hai là sóng B anh chị, sóng B này có thể nó sẽ vượt lên đây và nó đi lên này luôn. Thì có một số mã cổ phiếu trên thị trường nó đang hình thành ra cái sóng hai đáy này, nó đang đi lên anh chị. Nó có một số mã cổ phiếu như HDC nó cũng tương tự vậy, hình thành lên test hai đáy lại và đang có xu hướng đi lên anh chị. Về cái đây đang có xu hướng đi lên lại những khu vực phía đây này. Những mã cổ phiếu này thì chủ yếu là đi lên trên này thôi, lên trên chỗ này trước mắt là lên trên chỗ này thôi, DBC rồi mình chưa dám chắc ăn nha anh chị, không. Nhưng mà mình thấy là những cái tín hiệu đây nó cũng là một trong những cái tương đối tích cực về mặt ngắn hạn rồi. Sóng một xuống anh chị, sóng hai test lại hai đáy, đang có xu hướng đi lên hướng về những eo mỏng đây. Thì nó đi lên thì mình rất mong muốn, thật sự là cái mong muốn của mình là mong muốn những mã phiếu này đi lên để cho anh chị nhà đầu tư nào kẹp hàng cũng như anh chị nhà đầu tư nào mà giai đoạn vừa rồi thua lỗ cũng có thể là hòa vốn hoặc là có thể lấy lại được cái lợi nhuận nha anh chị. Ví dụ như SI mình sợ là SI nó đi vào sóng C nhưng cuối cùng hôm nay nó lại ngược ngược sóng, nó đi lên lại hai đáy, nó đi lên lại thì bây giờ có thể khả năng nó sẽ vào sóng V đó.
sóng V, sóng B thẳng luôn chị, còn nó không đi xuống dưới đây thì may mắn quá, hôm nay nó quay trở lại. Thì may mắn cái con cổ phiếu này là hôm vừa rồi mình bắt đây nè anh chị, cuối cùng là mình chờ mấy tới giờ bây giờ nó về. Anh chị hồi chiều hôm nay thì một số anh chị nhà đầu tư có lợi nhuận luôn, là quá trời trên TikTok đúng không chị, quá là vui chợ phiên giao dịch hôm nay luôn. SHS còn thì SHS nó phải 18.2 thì mình mới về được nha anh chị, hay đấy, nhưng mà nó phải về 18.2. Bữa bữa là hơi sớm đối với mã phiếu này, trên đây một nhịp dưới đây một nhịp, thành ra trung bình ở chỗ này dưới đây một nhịp trung bình ở chỗ này 18.2, đến 18.2 thì nó mới về được, thì nó đi lên sóng B thì cũng khá hay. Thị trường trong giai đoạn này là cũng tương đối rồi, thì cái mong muốn của mình là có thêm những cái thông tin hỗ trợ nữa thì nó sẽ tích cực hơn, ổn định hơn về cái mặt ngắn hạn. Cứ từ từ bình tĩnh thôi, và cái câu chuyện của em chia sẻ với anh chị nhà đầu tư rồi, đừng có nóng vội. Tuy nhiên là trong danh mục của anh chị kiểm soát, và đặc biệt tìm tới những cái nhóm ngành dẫn dắt. Mình thì mình chưa có dám mua T0 T1 trong giai đoạn này chị, đa phần thì cái tài khoản nó có mình đi theo thôi, view theo thôi, nhưng mà nó đây là một trong những cái phiên nó có tín hiệu anh chị, nó có tín hiệu khá là tích cực về mặt ngắn hạn. Cũng là cảm ơn thị trường anh chị, rất may mắn đúng không chị, do ăn ở anh chị may mắn, nhiều anh chị nhà đầu tư hôm nay cũng khá là vui rồi. Còn anh chị nào cơ cấu cân đối lại rồi thì cái tài khoản của anh chị nhà đầu tư mà lỗ tầm 10% anh chị, nó đơn giản lắm. Đó, từ từ bình tĩnh là anh chị nhà đầu tư về hết, tại 10% nó không lớn, sợ nhất là 30-40% thì nó lâu, chứ còn 10% anh chị nhà đầu tư vào đúng thời điểm anh chị có lợi nhuận một hai mã cổ phiếu là chị về thôi, nên thành ra cũng bình tĩnh theo sát thị trường trong giai đoạn này. Mình dành thời gian rất nhiều qua anh chị để mình theo sát, thì qua tuần tới thì chắc chắn mình theo sát rồi, nhưng qua tuần tới thì mình sẽ ở trên Đắk Lắk, thì mình sẽ cố gắng làm sao đó đi cùng với anh chị nhà đầu tư ở trên đó nha anh chị, đi cùng với anh chị, nhưng mà mình vẫn phải live stream trong phiên để mà động viên cũng như là đồng hành chia sẻ những cái ngắn hạn của anh chị nhà đầu tư. Mình cũng phải nói anh chị nhà đầu tư ngắn hạn anh chị, quá trời từ dưới đây hô rác cổ họng luôn, mình nói bây giờ không ra tiếng luôn chị, lại chìm TikTok và hô hào quá, bây giờ rác hết cổ họng luôn. Thì cái mục tiêu về mặt ngắn hạn ở đây anh chị, thì hai kiếm này nó chập lại với nhau, chỗ này nó cắt lên thì ở trên này nó có eo mỏng, thì khả năng eo mỏng này nó có thể về được phía trên này, về lại cái đáy của nó phía trên này, thì nó lại nằm ở cái khu vực dưới này, nó lại nằm ở chỗ cái khu vực phía dưới cái phiên hôm trước, thì nó ở đâu quá quanh quanh 1140 gì đó, 1140 trên 1140, 1140 1150. Còn nếu nhìn lên đây nó tích cực, bắt đầu nó chỉnh, ví dụ nó chỉnh test lại chỗ đây có xu hướng đi lên nữa thì hay. Mình thì không vẽ nha anh chị, mình không vẽ thị trường đi tới đâu thì mình sẽ đi cùng anh chị nhau tới đó thôi, mình không vẽ, mình cũng không đoán đáy của thị trường làm gì cho nó mệt, và cứ tìm lựa chọn những cái mặt cổ phiếu mạnh, cơ cấu xây dựng lại. Phim hôm nay quá hay anh chị, quá hay, quá hấp dẫn. Cảm ơn cũng như chúc mừng quý anh chị nhà đầu tư nha. Và cái điều kiện để thị trường đi lên thì phải có những cái sự hỗ trợ từ vấn đề đó là media cũng như là vấn đề báo chí ở trong giai đoạn này, chính sách chính phủ hỗ trợ thì nó sẽ ổn định hơn cho thị trường của mình. Như vậy là quá vui rồi, phim này là tuyệt vời, nói chung phim này tuyệt vời nha anh chị, nhưng mình vẫn còn phải cảnh giác nha anh chị, vẫn cần cảnh giác, một hai ngày tới cũng phải tập trung cơ cấu, chủ yếu đi lên là tập trung cơ cấu thôi, làm xây dựng lại những cái cổ phiếu khỏe, những cái danh mục tốt để thị trường nó ổn định, sau đó mọi thứ em nghĩ sẽ ok hết thôi. Ok, cảm ơn mọi người nha, chúc mọi người có những cái ngày nghỉ thứ bảy chủ nhật vui vẻ nha anh chị. Cần gì thì liên hệ ngay với em Lâm để em Lâm có thể hỗ trợ tư vấn đồng hành cùng quý anh chị nhà đầu tư trong giai đoạn sắp tới nha anh chị. Hôm nay thì tuyệt vời. Ok, cảm ơn mọi người nha. Mọi người cần xây dựng lại thì cứ thoải mái gửi qua nha anh chị. Nó giống như anh em mình trong một nhà thôi. Anh chị cứ gửi qua thoải mái trao đổi với nhau ở trên Zalo á, thì mình sẽ hỗ trợ tư vấn để anh chị xây dựng lại cái danh mục cho nó hiệu quả hơn. Cứ thoải mái nha anh chị. Còn anh chị nào quan tâm tham gia vào room VIP đồng hành cùng với em để mà tự tin hơn trong cái vấn đề giao dịch cổ phiếu thì nhớ liên hệ trực tiếp với mình. Cảm ơn, xin chào và hẹn gặp lại quý anh chị nhà đầu tư vào những cái buổi livestream tiếp theo.